Một ngày anh làm việc mấy tiếng? Haru-e mya shikan ireyo? Haru, một ngày. Miệt shikan, bao nhiêu tiếng, mấy tiếng? Ireyo, làm việc. Haru-e mya shikan ireyo? Một ngày anh làm việc mấy tiếng? Một ngày tôi làm việc 8 tiếng. Haru-e yotol shikan ireyo? Haru-e yotol shikan ireyo? Haru-nu, một ngày. 8 yotol shikan, 8 tiếng. Haru-e yotol shikan ireyo? Giờ làm việc của anh thế nào? Gunmusikan otokke deseyo? Gunmusikan otokke deseyo? Gunmu, giờ làm việc. Gunmusikan, giờ làm việc. Otokke deseyo? Thế nào? Tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 오전 7시간부터 오후 5시까지 일해요. 오전 buổi sáng. 오후 buổi chiều. 오전 7시 7 giờ sáng. 오후 5시 5 giờ chiều. 오전 7시부터 오후 5시까지 일해요. Tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thời gian nghỉ ăn trưa được bao lâu? 점심 식사 시간은 몇 시간이에요? 점심 식사, giờ ăn trưa, 몇 시간, 시간은 thời gian. 점심 식사 시간은 몇 시간이에요? Thời gian nghỉ ăn trưa được bao lâu? Mấy giờ anh đi làm? 몇 시에 출근하세요? 몇 mấy 시 giờ 몇 시 mấy giờ 출근 đi làm 출근하다 đi làm 몇 시에 출근하세요? Mấy giờ anh đi làm? Tôi đi làm lúc 6 rưỡi. 6시 반에 출근해요. 6:30. 6시 반. 출근해요. Đi làm. 6시 반에 출근해요. Tôi đi làm lúc 6 rưỡi. Mấy giờ anh tan làm? 몇 시에 퇴근하세요? 몇 시에 퇴근하세요? 퇴근하다 tan làm. 몇 시에 퇴근하세요? Mấy giờ anh tan làm? Tôi tan làm lúc khoảng 6 giờ. 오후 시쯤 퇴근해요. 오후 6 시쯤 퇴근해요. 오후 6시 6 giờ chiều. Tôi tan làm lúc khoảng 6 giờ chiều. Công ty tôi một tuần làm 40 giờ. 저희 회사는 주당 40시간 근무해요. 저희 회사는 주당 40시간 근무해요. 근무하다 làm việc. Công ty tôi một tuần làm 40 giờ. 40 시간 주 당 một tuần. Một năm anh được nghỉ bao nhiêu ngày phép? 1년에 유급 휴가는 몇 일 받나요?
1년, 1남, 유급 휴가, 유급 휴가, ngày phép, 며칠 받나요? Được nghỉ, mấy ngày? 1년에 유급 휴가는 며칠 받나요? Mỗi năm tôi được nghỉ 12 ngày. 매년 12일씩 휴가를 줘요. 매년 12일씩 휴가를 줘요. Mỗi năm tôi được nghỉ 12 ngày. 매년은 mỗi năm. 휴가 ngày nghỉ. 매년 12일씩 휴가를 줘요.